Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh rút lui khỏi Kherson. Một diễn biến quan trọng vừa xảy ra, gây ra những phản ứng lẫn lộn của người Nga. Những người Nga hiếu chiến bày tỏ sự tức giận trên các mạng xã hội. Những người Nga yêu chuộng hòa bình hay đơn giản là những người có đầu óc thực tế hơn thì tỏ ra nhẹ nhõm. Chiều thứ Tư mùng 9 tháng 11, theo giờ địa phương Mạc Tư Khoa, trong một cuộc họp được truyền hình trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, chỉ huy lực lượng Nga tại khu vực Kherson, Đại tướng Sergei Surovikin đã đề xuất quân đội Nga rút lui khỏi khu vực hữu ngạn của sông Dnipro hay phía tây của con sông, nơi có thành phố Kherson. Surovikin nói rằng, trong điều kiện hiện tại, Kherson và các khu vực định cư gần đó không thể được tiếp tế đầy đủ và không thể hoạt động hiệu quả. Ông nói, sau khi đánh giá tình hình, tôi đề nghị bố trí phòng thủ ở tà ngạn hay phía đông của sông Dnipro. Shoigu đồng ý với đề xuất rút lui, xây dựng các tuyến phòng thủ dọc theo sông Dnipro và ra lệnh bắt đầu rút lui. Phản ứng của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nam Ukraine trước tuyên bố rút lui khỏi Kherson của Bộ Quốc phòng Nga. Tuyên bố của Shoigu có thể là một phần của chiến tranh tâm lý. Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Nga về việc rút lực lượng của họ khỏi Kherson ở miền Nam Ukraine có thể là một phần của hoạt động tâm lý nhằm tạo ấn tượng sai lầm về ý định thực sự của họ. Phát ngôn nhân Bộ Tư lệnh phía Nam Natalia Humeniuk cho biết như trên. Cô nói, lực lượng quốc phòng của chúng tôi không loại trừ các hành động khiêu khích từ phía quân chiếm đóng của Nga vì họ có thể đang tạo ra ấn tượng sai lầm về ý định thực sự của họ. Humeniuk cũng nhắc lại rằng hoạt động quân sự đang diễn ra ở miền nam của đất nước đòi hỏi sự im lặng của giới truyền thông. Cô nhấn mạnh rằng quân xâm lược Nga đang cố gắng lấp đầy không gian thông tin bằng những câu chuyện của họ để chuẩn bị bào chữa trong trường hợp thất bại nhanh chóng và làm mất phương hướng của người dân địa phương và lực lượng phòng vệ Ukraine. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Yaroslav Yanushevich kêu gọi mọi người dân Ukraine không lạc quan quá mức vì người Nga khét tiếng xảo trá, bất kể họ có nói gì đi nữa, chỉ có thể tin tưởng các nguồn tin chính thức của Ukraine. Mikhailo Podolyak, cố vấn người đứng đầu văn phòng tổng thống, nói rằng còn quá sớm để khẳng định rằng việc rút quân của Nga khỏi Kherson là thực sự. Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn duy trì chế độ cấm vận thông tin để bảo mật cho cuộc hành quân tái chiếm Kherson. Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga tường trình rằng quân Ukraine đã mở các cuộc tấn công quyết liệt chưa từng thấy bằng pháo binh và không quân vào tất cả các vị trí của quân Nga sau khi Sergei Shoigu ra lệnh bắt đầu rút quân. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день почався дуже рано із засідання ставки Верховного головнокомандувача. Детально розібрали ситуацію на передовій, південь, схід, дуже уважно Донбас. Phản ứng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước tuyên bố rút lui khỏi Kherson của Bộ Quốc phòng Nga. Các lực lượng Ukraine sẽ di chuyển cẩn thận để củng cố các vị trí ở phía nam. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân Ukraine sẽ di chuyển rất thận trọng, không lạc quan quá mức, không mạo hiểm một cách không cần thiết trước thông báo của Bộ Quốc phòng Nga rằng họ sẽ rút quân khỏi thành phố Kherson. Trong video gửi quốc dân đồng bào, Zelensky nói, chúng ta đang dần tiến về phía nam, củng cố vị trí của mình.
từng bước một. Có rất nhiều niềm vui trong không gian thông tin ngày hôm nay, nhưng cảm xúc của chúng ta phải được kiềm chế là điều luôn luôn phải như thế trong chiến tranh. Tôi chắc chắn sẽ không cung cấp cho kẻ thù tất cả các chi tiết về hoạt động của chúng ta, dù ở miền Nam, miền Đông hay bất cứ nơi nào khác. Khi kết quả của chúng ta đạt được, mọi người sẽ thấy điều đó. Đây là cách chúng ta bảo đảm giải phóng Kherson, Kakhovka, Donetsk và các thành phố khác của chúng ta, Tổng thống Ukraine nói. Không ai tự giác ra đi nếu họ không cảm thấy bị nguy hiểm. Kẻ thù không tặng quà, không làm cử chỉ thiện chí. Chúng ta phải chiến đấu. Và khi quân dân ta chiến đấu, đồng bào phải hiểu rằng mỗi bước đi luôn là sự chống trả của kẻ thù, luôn là sự tổn thất sinh mạng của các anh hùng của chúng ta. Hiện tại, những trận chiến khó khăn nhất đang ở vùng Donetsk. Rất nhiều điều đang được quyết định ở đó, ông nói. Zelensky cũng đề cập đến cảnh báo từ các quan chức Ukraine rằng Nga có thể cố gắng phá hủy dự án thủy điện lớn và các con đập trên sông Dnipro. Tôi muốn cảnh báo một lần nữa và riêng cho tất cả mọi người ở mặt tư khoa, những người đưa ra các quyết định liên quan, bất kỳ nỗ lực nào cho nổ nhà máy thủy điện Kakhovka và làm ngập lãnh thổ của chúng tôi và làm gián đoạn việc cung cấp nước cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm ở thượng nguồn con đập, sẽ có nghĩa là tuyên bố chiến tranh với toàn thế giới, ông nói. Tướng Nga chỉ huy các lực lượng trong cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Cẩm Linh, Sergei Surovikin đã tuyên bố rằng chính người Ukraine đang lên kế hoạch phá hủy con đập. Việc thực hiện các kế hoạch của kẻ thù nhằm tạo ra một vùng lũ lụt bên dưới nhà máy thủy điện Kakhovka có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm. Điều này được xác nhận bởi các cuộc tấn công hỏa tiễn liên tục vào đập của nhà máy thủy điện Kakhovkaya, cũng như trên các cửa cống của con đập này. Surovikin cho biết hôm thứ Tư. Nếu chế độ Kyiv tiếp tục gia tăng việc xả nước từ các hồ chứa hoặc một cuộc tấn công hỏa tiễn mạnh hơn vào đập Kakhovka, một dòng nước sẽ được hình thành và sẽ tạo ra các vùng lũ lụt rộng lớn và gây ra thương vong đáng kể cho dân thường, Surovikin nói. Zelensky cũng đề cập đến tình trạng mất điện liên tục do các đợt tấn công hỏa tiễn của Nga. Tính đến tối nay đã phải có những hạn chế theo lịch trình đối với việc cung cấp điện ở 15 khu vực và thành phố Kyiv. Phản ứng của Ramzan Kadyrov trước tuyên bố rút lui khỏi Kherson của Bộ Quốc phòng Nga. Ramzan Kadyrov, lãnh đạo ủng hộ Điện Cẩm Linh ở vùng Chechnya của Nga, cho biết ông ta ủng hộ quyết định của Bộ Quốc phòng Nga và Tư lệnh Ukraine về việc rút quân khỏi thành phố Kherson. Kadyrov, người thường xuyên chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga và ban lãnh đạo cuộc xâm lược Ukraine, nói rằng tướng Sergei Surovikin đã cứu 1.000 binh sĩ đang bị bao vây thực sự. Ông nói, sau khi cân nhắc tất cả những thuận lợi và khó khăn, tướng Surovikin đã đưa ra một lựa chọn khó khăn nhưng đúng đắn giữa sự hy sinh vô nghĩa vì những lời tuyên bố lớn tiếng và cứu mạng sống vô giá của những người lính. Không thể nói về sự đầu hàng của Kherson. Đầu hàng có nghĩa là cùng với các chiến binh. Surovikin bảo vệ những người lính và chiếm một vị trí chiến lược có lợi hơn, thuận tiện, an toàn, Kadyrov nói. Mọi người đều biết từ những ngày đầu tiên của hoạt động đặc biệt rằng Kherson là một lãnh thổ chiến đấu khó khăn. Những người lính của đơn vị tôi cũng báo cáo rằng rất khó chiến đấu trong khu vực này, đặc biệt là không có khả năng tiếp tế đạn dược thường xuyên ổn định và hình thành một hậu phương vững chắc, đáng tin cậy. Tuy nhiên, Kadyrov lại quay sang chỉ trích những sai lầm trong quá khứ. Ông ta đặt câu hỏi, tại sao điều này không được thực hiện ngay từ những ngày đầu tiên của hoạt động đặc biệt? Đây là một vấn đề khác. Tôi tin rằng Surovikin đã hành động như một vị tướng quân đội thực thụ, không sợ bị chỉ trích. Ông ấy có trách nhiệm với người dân, Kadyrov kết luận. Phản ứng của Tổng thư ký NATO trước tuyên bố rút lui khỏi Kherson của Bộ Quốc phòng Nga. Tổng thư ký NATO cho biết, thật đáng khích lệ khi thấy người Ukraine chiếm lại nhiều lãnh thổ hơn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, ông cảm thấy được khích lệ khi thấy người Ukraine có thể giải phóng thêm lãnh thổ sau khi Nga ra lệnh rút lực lượng khỏi bờ Tây sông Dnipro trong khu vực Kherson. Stoltenberg đưa ra bình luận khi nói chuyện với các phóng viên bên ngoài phố Downing ở London
sau cuộc gặp với Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak. Khi được hỏi về tình hình ở Kherson, Stoltenberg nói, chúng tôi đã thấy thông báo, nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ chờ xem điều gì thực sự xảy ra trên thực địa. Những gì chúng tôi biết là Nga đã bị đẩy lùi, đầu tiên là từ phía Bắc xung quanh Kyiv, sau đó ở phía Đông xung quanh Kharkiv, và sau đó thực sự chúng tôi thấy, từ từ, làm thế nào Ukraine có thể đẩy lùi các lực lượng Nga ở phía Nam xung quanh Kherson. Vì vậy, thật đáng khích lệ khi thấy các lực lượng Ukraine dũng cảm có thể giải phóng nhiều lãnh thổ Ukraine hơn. Ông cho biết cuộc gặp với Sunak là rất tốt và hiệu quả, gọi Vương quốc Anh là một đồng minh quan trọng và hàng đầu. Trước đó, hôm thứ Tư, Stoltenberg cho biết ông đã đến thăm một địa điểm ở Anh, nơi các binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện bởi các huấn luyện viên người Anh. Nga không còn tổ chức di tản khỏi các phần của Kherson bị chiếm đóng. Quan chức được Mạc Tư Khoa hậu thuẫn cho biết. Thứ hai là ngày cuối cùng Nga đưa ra lời đề nghị di tản có tổ chức cho dân thường từ bờ tây sông Dnipro, theo một quan chức do Nga hậu thuẫn. Hầu hết những cư dân quyết định ở lại Kherson bây giờ mới bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và những cảnh báo của tôi, Kirill Trimoshov, tên phản bội, phó chủ tịch của cái gọi là chính quyền quân sự khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, cho biết như trên. Những bình luận của ông ta được đưa ra khi một trận chiến dữ dội ở phía nam thành phố Kherson dường như đang xuất hiện, với các lực lượng Ukraine tiến gần hơn đến thủ đô của khu vực, như một phần của nỗ lực chiếm lại lãnh thổ bị quân Nga chiếm giữ ngay sau khi cuộc xâm lược của họ bắt đầu vào tháng 2. Tuy nói là ngày cuối cùng, nhưng Kirill Trimoshov lại nói tiếp rằng bất kỳ ai rời khỏi vùng Kherson sẽ được nhận khoản thanh toán một lần là 100.000 rúp, khoảng 1.600 đô la, và giấy chứng nhận nhà ở. Trimoshov nói thêm, những lời đề nghị di tản như thế này đã làm dấy lên lo ngại rằng công dân Ukraine có thể bị buộc phải đến lãnh thổ Nga trái với ý muốn của họ. Một người dân thành phố Kherson nói với CNN cuối tuần qua rằng họ coi ý tưởng lên xe buýt di tản đến Crimea như một tấm vé một chiều. CNN không xác định danh tính cư dân vì sự an toàn của họ. Các báo cáo xuất hiện sớm trong cuộc xâm lược của Nga cho thấy hàng chục nghìn thường dân Ukraine bị cưỡng bức, gửi đến cái gọi là trung tâm thanh lọc trước khi được chuyển đến Nga. Mạc Tư Khoa tố cáo những tuyên bố này là dối trá, cáo buộc rằng Ukraine đã cản trở nỗ lực di tản người dân sang Nga. Kherson là một trong bốn khu vực mà Nga cho biết sẽ sáp nhập khỏi Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.